Anh nói thẳng anh là người có tài, anh rất thích ăn kẹo thạch dai dai. Nếu bây giờ không ngừng ngùng ngần ngại, mời em tới bữa tiệc dai dai. Anh ơi anh à, em yêu anh cũng không hề dối trá. Nhưng sự thật là em muốn nói là view bờ biển một căn hộ villa. Sao mấy hôm nay anh gọi mãi em không chịu nghe? Đã lấy iPhone sao gọi em phản to tí te. Thôi chiếc iPhone anh cứ giữ cho ai dùng đi, đừng gọi cho em, giờ em cũng lại bận nữa rồi. Hello Baku, you có phải Mr. Hải Trung? My name is Zai, muốn gặp anh bàn chuyện đất đai. You có ok, tôi mới yêu một ly cà phê. I am okay. Thế thì kiểu 82 Hà Đình hệ đồng. Giờ thì em ơi hãy quên đi, làm vợ của anh nhé baby. Cuộc đời em sẽ mê ly, đầu sang nhà sẽ không cần phải nghĩ. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ cần sánh đôi đi với chàng. Giàu nghèo vui lắm anh ơi, một túp lều chen có rất nhiều vàng. Thưa bố hôm nay con nấu nướng cho gia đình ta. Đón bố qua đây uống rượu tây cùng say ngất ngây. Con hứa yêu thương và chăm sóc vợ con nhiều hơn. Từ ngày hôm nay là bố quyết về ở với mày. Cả nhà mình sẽ mãi bên nhau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Thằng này cứ thích dai dai, chắc lớn lên sẽ có tài. Thạch này tuyệt lắm bông ơi, vừa mát vừa thơm ngon rất tuyệt vời. Hôm nay bố quyết định ông sẽ về đây ở cùng với các con các cháu. Và bố sẽ đi bước nữa. Em ơi. Chào cả nhà. Bố.